Bùi Viện, khu phố không ngủ của Sai Thanh. Xin chào, Thúy Quỳnh rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống Sài Gòn. Tiếp tục là những địa điểm vui chơi tại thành phố Hồ Chí Minh mà chương trình Cuộc sống Sài Gòn sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến thăm một địa điểm có lẽ là rất quen thuộc rồi, nhưng mà chúng ta sẽ biết được là ban ngày và ban đêm ở đó có gì khác nhau, đó chính là phố đi bộ Bùi Viện. Phố đi bộ Bùi Viện thực ra đây là cái tên chính thức bắt đầu từ tháng 7 năm 2017 thôi, nhưng mà mọi người cũng ít khi gọi đây là phố đi bộ Bùi Viện lắm, mà người ta sẽ gọi bằng những cái tên ngắn gọn hơn như là Bùi Viện hay là phố Tây Bùi Viện. Và bật mí cho các bạn biết nha, theo như Thúy Quỳnh tìm hiểu thì ở đây trước kia khoảng tầm năm 1975 còn có tên là Ngã Tư Quốc Tế đấy đó. Ngã Tư Quốc Tế hay Bùi Viện ngày nay gồm các khu vực sạp công nhân, đường Bùi Viện, đường Đề Thám, Đỗ Quang Đậu, Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão. Lý do vì đây là nơi gặp nhau giữa các ký giả và các nghệ sĩ cải lương. Vì khu vực này có một sạp hát lớn thời đó là Nguyễn Văn Hảo, nay là sạp công nhân đấy các bạn. Thời ấy, đường Phạm Ngũ Lão, đoạn giữa Đề Thám và Đỗ Quang Đầu chỉ dài hơn vài trăm mét mà có rất nhiều nhà in. Cũng trên con đường này, đối diện chợ Thái Bình là tòa soạn của một số nhật báo và tuần báo. Các tạp chí văn, tuổi ngọc, màn ảnh, kịch ảnh và những tờ nhật báo, tuần báo, tạp chí đa số đều chung quanh các nhà in ở khu vực này. Có đầy đủ thành phần từ ký giả đến nghệ sĩ trao đổi với nhau, đủ chuyện, tin tức, từ tin nội địa cho đến tin quốc tế hàng ngày, nên các ký giả đã dùng cụm từ là ngã tư quốc tế. Tuy nhiên thật ra thì cụm từ ngã tư quốc tế chẳng có trên bản đồ mà chỉ được các nhà báo, nghệ sĩ dùng để nói về khu vực này mà thôi. Không biết là các bạn có thắc mắc là tại sao ngay lúc này Bùi Viện khá là vắng vẻ đúng không? Tại vì lúc này thì Thúy Quỳnh tới đây vào một thời gian khá là sớm, và Bùi Viện nhộn nhịp nhất vào khoảng tầm 7 giờ tối trở đi. Khi đó thì mọi người đi làm, đi học về mới có thời gian rảnh rỗi tới đây để cùng tán gẫu với nhau và nhâm nhi một vài ly bia hay là ăn một vài món ăn nào đó. Một điểm đặc biệt thu hút khách du lịch đến với Bùi Viện đó chính là ở đây có rất nhiều hàng quán và là nơi tập trung gần như là đa quốc gia, đa văn hóa. Có cả các nước như là Anh, Mỹ, Pháp, các nước phương Tây như vậy, và có cả các nước châu Á. Bên cạnh đó là cũng có người Việt Nam tới đây du lịch cũng như là tới đây trò chuyện luôn. Đồ ăn ở đây thì cũng rất là đa dạng, đầy đủ các món, đầy đủ các nước để có thể phục vụ được du khách ở mọi nơi đến. Và đặc biệt cũng không thể thiếu được các món ăn của Việt Nam như là món bánh xèo, món phở, món hủ tiếu, vân vân. Rất là nhiều món ăn ở đây các bạn ạ. Làm thế nào để đến được Bùi Viện? Có hai cách. Nếu như bạn đi xe thì có thể gửi xe ở trong Bùi Viện, tuy nhiên trong đó giá cả cũng khá là mắc một chút. Nếu mà muốn giá gửi xe mềm hơn thì có thể gửi xe ở Taka Plaza trên đường Phạm Ngũ Lão hoặc là ở bãi xe của sân khấu Sen Hồng. Cách thứ hai đó là các bạn di chuyển bằng phương tiện xe buýt. Đây là cách di chuyển mà được khá nhiều dân du lịch lựa chọn. Nếu mà từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bùi Viện thì các bạn có thể lựa chọn các tuyến xe buýt như là 152, 49, 109. Bên cạnh đó thì có những chuyến xe buýt khác, miễn là tới bến thành thì các bạn cũng đều có thể lựa chọn nhé. Đây này các bạn có thể gửi xe ở trong này nha, rất là tiện lợi luôn và được quẹt thẻ bằng cái thẻ từ á, nên là cũng đảm bảo xe của mình nữa. Ở đây thì có những cái chuyến xe buýt tới bến thành, các bạn cũng có thể lựa chọn, giá cả rất là hợp lý. Sinh viên thì có thể đưa thẻ sinh viên và có mức giá là khoảng tầm 2.000 thôi. Còn người bình thường thì mức giá 5.000, khá là hạ rẻ để đến Bùi Viện đúng không? Bùi Viện vào ban ngày khác xa với ban đêm đó nha. Khác biệt như thế nào thì hãy tiếp tục theo dõi clip nhé. Xin chào và đây là Bùi Viện vào ban đêm. Phố Bùi Viện vào ban đêm có rất là nhiều những hoạt động biểu diễn thú vị trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường. Một trong những điểm thu hút ở Bùi Viện là khi đến đây, các bạn sẽ không phải lo lắng về sắc tộc, màu da, tôn giáo, giàu nghèo. Mọi người đều vui vẻ hòa đồng với nhau. Càng về đêm, phố Bùi Viện càng tấp nập và huyên náo. Sài Gòn vào ban đêm thì đúng là nhộn nhịp và náo nhiệt hơn rất nhiều so với ban ngày đúng không? Và các bạn có thể cảm nhận được là mọi người đều đến đây để tập trung, nói chuyện và vui đùa cũng như là thưởng thức những điệu nhạc trong các quán bar ở đây nữa.
đồ ăn và đồ uống thì cũng phong phú hơn so với ban ngày. Đồ ăn và nước giải khát thì bạn sẽ không cần phải lo, có đủ thứ từ bình dân đến cao cấp cho bạn chọn. Bạn có thể ghé các quán bar, pub hoặc là dừng chân ở bên quán lề đường, nơi một chai bia hay là ly sinh tố có giá trên dưới khoảng 20.000 đồng thôi. Những cửa hàng hớt tóc, gội đầu, giặt ủi đầy hai bên đường, siêu thị mini thì san sát mở cả ngày lẫn đêm. Các bạn có thể thấy Thúy Quỳnh đang ở trong một số những con hẻm của Sài Gòn. Và mặc cho ở ngoài có ồn ào, tấp nập và náo nhiệt như thế nào thì ở trong những con hẻm này, những người dân trên đường Bùi Viện vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Các con hẻm nhỏ ở Bùi Viện chia làm hai loại. Loại một là nhà dân, họ đã sinh sống ở đây rất là lâu rồi, khá yên tĩnh và cũng không có gì khác biệt so với những con hẻm ở những khu vực khác. Loại hai là những con hẻm với đủ loại nhà nghỉ, nhà trọ giá rẻ cho du khách thoải mái lựa chọn. À, một con hẻm mà mình rất thích đó là hẻm 165 Bùi Viện. Ở đây có một quán cà phê có tên là Góc Hà Nội. Nhưng mà... quán cà phê Góc Hà Nội. Ở dưới. Ủa, nghỉ đó hả cô? Dạ, cô cảm ơn. Đáng ra là Quỳnh muốn dắt các bạn trong tới một quán cà phê Hà Nội ở trong lòng Sài Gòn luôn. Nhưng mà tiếc là tới đây trễ quá nên là quán đã đóng cửa mất rồi. Tuy nhiên nếu như các bạn nào mà muốn tìm một Góc Hà Nội ở trong lòng Sài Gòn thì các bạn có thể tìm đến địa chỉ là 165/3 đường Bùi Viện các bạn nhé. Thật tiếc vì không dẫn các bạn đi khám phá Góc Hà Nội được. Nghe nói ở đây có rất là nhiều chi tiết gợi nhớ Hà Nội luôn. Như vậy Thúy Quỳnh đã đưa quý vị và các bạn đi tham quan một vòng phố đi bộ Bùi Viện và cho các bạn thấy ban ngày và ban đêm ở Bùi Viện khác nhau như thế nào rồi đúng không? Còn điều gì mà ở Sài Gòn mà các bạn muốn khám phá nữa hay comment ở bên dưới để chia sẻ với tụi mình sẽ đi cùng với các bạn trải nghiệm và khám phá nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng của Cuộc Sống Sài Gòn kỳ sau.